Em xin chào tất cả cô chú anh chị Hoa Lan toàn quốc nhá. Hôm nay nhà vườn em lại lên rất là nhiều những mặt hàng có tại vườn em cho các bác sưu tầm. Đầu tiên em lên cho các bác đây là một chậu đùi gà tròn. Nó phải gọi là siêu mầm gốc luôn các bác nhá. Đây mầm gốc đã lên được 20 sen như này rồi, cực kỳ nhiều luôn. Đấy, rất nhiều như này. Một chậu như thế này, mã số C35, có giá là 220.000 đồng ạ. 220.000 nhá, đùi gà tròn. Đấy, mầm gốc thì siêu nhiều luôn, chậu này về các bác làm chậu lái thì cực đỉnh luôn các bác nhé. Năm sau nữa sẽ đến cuối năm thành chậu to bự luôn, 220.000. Mã số C31, đây là một chậu trầm rồng đỏ, đây đang nụ như này các bác nhé. Chậu này được 1, 2, 3, 4, 5, 6 thân. Đấy, thân dài nhất được 2, 4, 60 cm. Mã số C31 180.000 ạ. 180.000, 6 thân. Đây là chậu rồng đỏ, mầm gốc đang lên đây rồi. Mầm gốc đang lên rồi các bác nhé. C31 180.000. Mã số C32 thì đây là một chậu thanh đạm. Đây thanh đạm sữa được 1 nụ này, 2 nụ này, 3, 4, 5, 6. Chậu này được tổng được 6 nụ nhé, được 6 nụ. Chậu này có giá 150.000, mã số C32. C32 150.000, thanh đạm sữa. Hoa rất là thơm, cái dòng thanh đạm sữa này hoa rất thơm nhé. Tiếp theo lên một giò kiều vàng trồng thuần trên một cái trụ giớn như thế này. Đấy, một giò rất to này các bác nhé. Giò to như này, nhiều thân. To nhiều thân. Giò này mã số D35 có giá là 400.000 đồng. D35 400.000 đồng nhé, kiều vàng. Rất nhiều thân luôn ạ. 400.000 đồng C35, D35 nhé. Rồi tiếp theo lên cho các bác là một trụ đùi gà tròn. Đấy, một trụ đùi gà tròn to như thế này. Cái trụ này dài được 2, 4, 6, 8, 1 mét nhé. Trụ dài 1 mét. Dày rít toàn cây như này. Đấy, và bây giờ gà thì đang có lụ rất là nhiều. Mã số C18 có giá là 2 triệu đồng nhé. Giò này C18 2 triệu đồng ạ. Đùi gà tròn. Đó, siêu to luôn. Tiếp đến là một giò thanh đạm Indo trồng thuần ở trên một cái đĩa giớn như này. Thanh đạm Indo thuần đĩa giớn. Đấy, giò này mã số C19 có giá 200.000 đồng. 200.000 đồng thanh đạm Indo mã C19. Tiếp đến là một giò lụa vàng trồng thuần trên một khúc gỗ dài được hơn 30 cm như này. Đấy. Giò này có giá là 200.000 đồng mã C20. C20 200.000 đồng ạ. 200 mã C20. Tiếp theo lên đó là một giò kiều mỡ gà. Đây là kiều mỡ gà Lâm Đồng nha các bác nhá. Một chậu như thế này, nhiều thân như này. Có giá 200.000 đồng mã số C21. C21 200.000 đồng kiểu mỡ gà Lâm Đồng. Mã C22, đây là giò tóc tiên hương dừa. Chậu này là chậu phi 25 nhá, chậu phi 25. Đấy, chậu bí phi 25 rất nhiều thân luôn các bác. Đấy, đây là em chỉ buộc vào để cho đỡ lòe xòe thôi các bác, về các bác thỏa cái lá à, thả cái dây này ra. Nó xòe ra rất là đẹp các bác, không gian rộng cứ xòe bỏ ra. Đấy, mã số C22 có giá 300.000 đồng. 300.000 đồng ạ. C22 tóc tiên hương dừa trồng thuần trên chậu gỗ. Mã C23 một giò u lồi đang chi chít nụ như này. Đấy, chi chít nụ này các bác nhá. Giò này hiện tại đang được 1 này, 2 này, 3 4 5 6 7 thân. Thân dài nhất được 2 này, 4 6 8 10, gần 1m2 các bác nhá. Mã số C23 có giá là 450.000 ạ, 450.000. Đây là giò hàng trồng thuần nha các bác nhá, hàng thuần trên cái đĩa giớn như này. Đấy. 450.000 mã số C32 u lồi. Tiếp theo một giò đuôi cáo mã số D8. D8 đuôi cáo trồng thuần trên một cục gỗ lũa. Cục gỗ lụa khá đẹp luôn các bác nhé. Được 1, 2, 3, 4, 5, 6,
1 2 3 4 5 này, 6 7 8 9 10 cây, 10 cây ạ, 10 cây cáo trồng thuần trên cục gỗ lua như này. Mã số D8 có giá là 500.000 đồng ạ. D8 500.000 đồng các bác nhé. Đuôi cáo D8 500.000. 10 cây. Rất là đẹp ạ. Mã số C26 một giò huyết nhung đỏ, huyết nhung đỏ. Cây đang nụ đây. Đấy, nụ như này đây, đây nụ đây. Rồi được 1 này, 2 này, 3, 4. Hiện tại đang lên được 4 cái nụ rồi các bác nhé. Cây đã ra rễ rồi, cây đã ra rễ đẹp rồi. Đây là huyết nhung đỏ. Huyết nhung đỏ, hàng bây giờ cây cũng rất là hiếm. Cái loại này cây giờ hiếm lắm rồi nhé. Còn đây chọn toàn những cây xếp đẹp trồng trên cục gỗ như này. Mã C26 400.000 đồng. 400.000 đồng ạ, huyết nhung đỏ. Tiếp theo mã số C28, C28 một giò da báo như này. Đấy, trồng trên một cục gỗ nó cứ vằn là vằn này, rất là đẹp các bác nhá. Cục gỗ xoắn quẩy rất đẹp như này. Đấy. Trồng thành hai tầng, một tầng, hai tầng đây. Giò này có giá là 350.000, mã số C28, cây thì đã thuần ok hết rồi. Quá đẹp rồi, rễ thì rất là nhiều, dài. 350.000 C28. Tiếp theo mã số C27, một giò đam di lưỡi đỏ đẹp như này các bác nhá. Một chậu này làm giống thì rất là đẹp, rất nhiều thân tơ, được 3 thân tơ đẹp này. Đấy, thân dài được 2, 4 và cây còn đang sưng nụ này. Cái dòng này thì nói thật với các bác là hoa nó cứ ra quanh năm thôi. Quanh năm suốt tháng, một bông hoa này các bác có thể chơi đến gần 2 tháng mới tàn nhá. Một bông hoa chơi gần 2 tháng luôn. Chơi thoải mái luôn ạ. Dòng này các bác kia yên tâm mà chơi hoa cả năm. Chơi hoa cả năm. Mã số C27 280.000. Đam di lưỡi đỏ. Tiếp theo em lên một giò đuôi sóc. Đuôi sóc mã số C30. Đuôi sóc C30 này. Giò này được 1, 2, 3, 4, 5, 6 cây. 6 cây sóc trồng thuần trên cục gỗ lua. Đấy. Cục gỗ lua như này. Giò này có giá là 300.000 đồng, mã số C30. C30 300.000 đồng, đuôi sóc. Tiếp theo là một giò hoàng nhạn tháng 4. Hoàng nhạn tháng 4 trồng thuần trên một cục gỗ dài được 30cm như thế này. 4 cây, trồng 4 cây. Đấy, xếp cực đẹp luôn nhé các bác nhé. Xếp đẹp như thế này, 4 cây. Trồng này có giá là 380.000, mã số C29. C29 380.000. 380.000, cây rất dài rồi. 380, đuôi sóc. À quên mất hoàng nhạn. Tiếp theo lên cho các bác một giò kiều vuông lộc bắc. Kiều vuông lộc bắc nguyên một rề. Nguyên một rề như này. Đấy, bản lá rất là to. Và đây, rất nhiều thân như này nhá. Giò này có giá là 200.000 đồng ạ. 200.000 đồng về các bác thay cho em sang một cái chậu tầm khoảng phi 20-25 thì cây phát triển rất là nhanh. Cái dòng kiểu vuông này cứ thay chậu to là phát triển rất là nhanh luôn ạ. C34 200.000 đồng. C34 200.000 đồng kiểu vuông lộc bắc. Tiếp theo một giò chuỗi ngọc. Chuỗi ngọc giờ đang chi chít nụ rồi. Nụ ơi, nụ như thế này. Đấy. Nói chung là thân nào thân ấy đều nụ hết các bác nhá. Thân cứ những thân quả lá này đều là thân nụ hết, tại vì thân lá này mới là thân tơ. Không trượt một thân nào luôn các bác nhá, không trượt một thân nào. Mã số B83 200.000 đồng, B83 200.000 đồng. Chuỗi ngọc ạ, chuỗi ngọc trồng thuần trên cái chậu phi 18 này. Chậu phi 18. 200.000 đồng mã B83. Tiếp theo lên cho các bác một giò sơn thủy tiên. Đấy, sơn thủy tiên mã số B20. Rồi có giá là 300.000 đồng ạ. B20 300.000 đồng sơn thủy tiên. Giò cực đẹp luôn. Cây thì bắt đầu đang sưng nụ rồi. Hiện tại cây này đang được cho về được 1 nụ này. 2 nụ này, 3 nụ này. 3 4
5, 6, 7, 8, được 8 cái nụ rồi các bác nhé. Đây nụ của nó bắt đầu đang sưng được như cái sưng được như này. Đây nụ ơi. Đấy. Đây nụ ơi, sưng hết rồi các bác nhé. Được 8 nụ, 300.000 đồng, mã số B20. B20 300 sơn thủy tiên. Hiện tại đang được 8 nụ. À đây cái nữa, 9 cái này. Giờ nói chung là đang mùa hoa, mùa nụ của nó rồi. Gió tiếp theo lên cho các bác một chậu hoàng thảo xoắn như này. Hoàng thảo xoắn. Đấy. Một chậu như thế này, trồng thuần trên đĩa giới này, có giá 300.000 đồng. Mã số C24. C24 300.000 đồng hoàng thảo xoắn. Tiếp theo lên cho các bác một giò kiều mỡ gà của Lai Châu. Kiều mỡ gà Lai Châu cũng trồng thuần trên đĩa giớn như vậy nhé. Giò này có giá là 250.000, mã C25. C25 250.000, nhiều thân lắm đấy ạ. Đấy. C25 250.000, kiểu mỡ gà Lai Châu bảo hành cho các bác hoa vàng đậm nha các bác nhé. Vàng khè luôn đấy. Mã số C8, C8 đây là một chậu hồ điệp rừng. Đấy, hay còn gọi là tiểu hồ điệp đấy. Mã số C8 giò này có giá 150.000. C8 150.000. Trồng thuần trên cái chậu nhựa phi 21 này. 150.000. Tiếp theo lên một cái trụ kiều tím này các bác nhá, kiều tím. Đấy. Rất nhiều thân như này, hàng kiều tím thân lùn. Mã số C33 có giá là 450.000. 450.000, mã số C33. Đấy, kiều tím. Đây, thuần cực kỳ lâu rồi. Dễ thì không phải nghĩ được các bác nhé. Đây là trụ giớn. 450.000, mã số C33. Kiều tím. Cho kiều tím tiếp theo, mã số B29. B29, một chậu kiều tím như thế này. Chậu này mã số B29 có giá là 350.000 ạ. 350.000. Thần rất là to, ngón tay cái không là gì mà nó luôn. 350.000 B29. Do tam bảo sắc. Do tam bảo sắc trồng thuần trên một cục gỗ như này. Đấy, thuần cực kỳ lâu rồi các bác nhé. Cây thì bây giờ bắt đầu đang lên nụ hết rồi. Đấy, nụ của nó bắt đầu nhú ra được như này rồi. Đấy. Nhiều nụ lắm, một giò như này. Giò này có giá là 250.000 ạ, 250.000. Dáng hương tam bảo sắc rất nhiều thân luôn. Đấy, 250.000. Giò cực kỳ to luôn đấy nhá. Dáng hương tam bảo sắc 250.000. Tiếp đến là một giò kiều vàng. Một giò kiều vàng như thế này. Giò này nụ cũng nó cũng đang lên được rất là nhiều rồi ạ. Nụ to như này rồi. Được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Được 9 nụ nhé. Giò này được 9 nụ. Đấy, một chậu như thế này, 9 nụ. Có giá là 250.000 B8, B80. B80, 250.000. Kiều vàng nhé các bác nhé, kiều vàng. Tiếp theo một giò kiều vuông hoa tím như này. Đấy, nụ bắt đầu to to như này rồi. Được 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 cái. Được 5 cái nụ nhé. Giò này 5 nụ. Đấy, nguyên một rè 5 nụ này. Kiều vuông hoa siêu tím 250.000. Mã số C10 250.000. Tiếp theo mã số C5. Đây là kim điệp nhựa, rất nhiều nụ các bác nhé. Đấy, nụ cực kỳ nhiều luôn. Đấy, hoa màu vàng và cực kỳ thơm. Dòng này hoa của nó cũng bền hơn một tháng nhé. Hoa rất là thơm ạ. Giò này mã số C5 có giá là 200.000 đồng ạ. C5 200.000 đồng. Đây là kim điệp nhựa. Chậu tiếp theo lên nó là một giò
gà 5 cánh trắng họng hồng mã số B17, 1 2 3 4 5 6 7 8 thân, nó này được 8 thân. Đấy. Có giá là 350.000 mã số B17. B17 350.000. Gà 5 cánh trắng họng hồng nhé. Tiếp theo ông lên cho các bác đây là một chậu tiểu giáng hương. Tiểu giáng hương hoa rất là thơm, thơm hơn cả mùi quế luôn nha các bác nhá, hơn cả cái lan quế trắng tháng 8 đấy. Mã số A75 có giá 200.000 đồng ấy ạ. 200.000 đồng tiểu giáng hương. 200.000 mã số A75. Tiếp theo lên cho các bác một giò long tu xuân di linh. Giò này được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 thân. Nụ đây hầu như là nụ từ gốc đến tân ngọn luôn. Đấy, không trượt một mắt nào luôn các bác nha. Cái dòng này thì hoa rất là sai. Đấy, không trượt, không bỏ mắt nào luôn. Mã số C9 350.000. C9 350.000. Đây là long tu xuân di linh. Giò tiếp theo là một chậu mạc xuân. Một chậu mạc xuân to đẹp như thế này, thuần 25 rồi. Mã số, cái này không có mã, có giá 200.000 đồng ạ. 200.000 đồng long, à đây là mạc xuân 200. Một giò rất nhiều thân luôn ạ. Tiếp theo ông lên cho các bác là một giò hoàng thảo tam bảo sắc. Đây, bộ mầm của nó đây. Rất nhiều mầm luôn các bác nhá, hoàng thảo tam bảo sắc. Đấy, bao nhiêu mầm thì nó gọi là bấy nhiêu thân hoa luôn. Tại vì cái này một thân nó chỉ đẻ, một thân hoa chỉ đẻ một mầm thôi, nó không đẻ nhiều. B34 200.000 đồng. B34 200.000 đồng nhá các bác nhá. Đấy. Hoàng thảo tam bảo sắc B34 200. Tiếp theo một giò trúc Phật Bà. Đây, trúc Phật Bà. Đây là cái mặt hoa của nó đây các bác nhé. Mặt hoa của trúc Phật Bà đây. Hiện tại vẫn còn một thân nụ này, 2 này, 3, 4 thân đang nụ nữa nhé. 4 thân đang nụ nữa. Cái này đã nở hoa rồi và lại ra thêm nụ đây. Đấy, lại ra thêm 2 nụ nữa ở đây nữa. Đấy, một giò như thế này. Có giá là 230.000, mã số A41. 230.000. Hơi 200.000 đồng nha, A41 200.000 đồng này. A41 200, đây là trúc Phật Bà. Rồi anh chị em ai có nhu cầu mua hàng thì liên hệ trực tiếp em số điện thoại là 0969 444 668. Số điện thoại của em đã kết nối Zalo rồi nha, rồi em xin chào tất cả mọi người ạ.